Thưa sư cho con hỏi sự kiện Bồ Tát Gotama ngồi thiền dưới cội cây Bồ Đề 49 ngày và thành đạo là thiền định hay thiền minh sát khô ạ? Về câu hỏi này thì xin mời Đại Đức Tuệ Tường sẽ trả lời. Kính thưa Đại Đức Hạnh Tại, kính thưa quý vị, thì trong câu hỏi các câu hỏi này nó có một cái điểm mà sư nghĩ rằng quý vị hiểu nhầm một cái điểm ha. Hiểu nhầm là gì? Là cái sự kiện mà 47-49 ngày 7 tuần đó thưa quý vị, là lúc đó Đức Phật ngài thành đạo thưa quý vị, ngài thành đạo rồi nha, ngài thành đạo rồi thì ngài mới lưu trú, nói đúng hơn là ngài mới lưu trú cái vòng quanh á, cái Bồ Đề Đạo Tràng 7 tuần vòng quanh. Thí dụ như là tuần thứ nhất là ở siêu nhớ, không nghĩa là siêu nhớ thì không chính xác, nhưng mà vì con chưa nhớ cũ, là tuần thứ nhất là cây bồ đề, tuần thứ hai là cội cây gì đó, tuần thứ ba gì đó, tuần thứ năm, rồi tuần thứ sáu là ở rồng chúa, chỗ hồ mà rồng chúa mua trái linh đá gì đó. Đó cho nên là cái sự kiện mà Đức Phật ở xung quanh cái khu vực đó, nơi ngài thành đạo 47-49 ngày đó, là 7 tuần đấy ha, 7 tuần đó là khi mà ngài thành đạo rồi nha. Nè, cái này sự kiện này cho nên quý vị phải nắm rõ này nha, để mình tránh bị hiểu lầm. Rồi xin đi vào cái câu hỏi chính là quý vị hỏi là cứ nghe là trước khi mà Bồ Tát thành đạo đó thì là ngài, quý vị hỏi là cái nghĩa đắc đạo bằng cái thiền định, cái nghĩa là thiền samatha, thiền chỉ, có nghĩa là nền tảng là thiền chỉ hay là thiền minh sát khô. Thiền minh sát khô này sẽ để sự giải thích cho rõ cho quý vị hiểu nha, tại cái từ này nó hơi thuật ngữ, nó hơi chuyên tí. Tại vì nếu không rõ hỏi rõ minh sát khô thì bị thắc mắc, rồi lại xin cố gắng giải thích quý vị để hiểu lầm. Cái mình, nếu mà nói minh sát khô thì quý vị, cái từ Bali là gọi là sukha vipassana, là nó bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn từ ở trong tương ưng, kinh tương ưng nhân duyên, là liên quan đến bài kinh gọi là bài kinh Xú Si Má, là cái ông đó là công Bà La Môn Xú Si Má, ông này rất là giỏi, thì bị thông thạo Bà Quy Đà, ông này trình độ cũng cỡ giống như giáo sư tiến sĩ bây giờ vậy đó. Thì ổng là cái người mà nhận nhiệm vụ là giống như là lại học nghề á, học nghề học giáo pháp Đức Thế Tôn, là để xong rồi về để truyền bá lại đi kiếm ăn đó. Thì ổng một cái một lần ổng vô tình ổng nghe được là các vị một hình như khoảng 5-6 vị mới bạch Đức Thế Tôn là dạ bạch ngài con đã sanh đã tận và đã hành thành, hiểu không, đời này đời sau không có trở lại nữa, đại là A La Hán đó. Thì lúc mà các vị đã đi ra thì ổng mới hỏi là bạch ngài, ngài vừa tuyên bố với Đức Thế Tôn như vậy là ngài là hán rồi đúng không? Cái ngài nói vâng hiền giả đúng như vậy. Thì cái ổng mới nói là vậy mấy ngài, ngài có thần thông không? Ngài có thần thông không? Tại A La Hán thường thường có thần thông. Tới mấy ngài nói tôi không có thần thông, tôi không có thần thông. Thì ổng không tin, kêu trời A La Hán không có thần thông bậy bạ vậy. Với ổng đi vô hỏi Phật, nói là con nghe mấy cái vị đó nói là A La Hán mà không có thần thông, có đúng không ngài, hay là nói vọng ngữ? Cái ngài kêu đúng là những cái vị đó là A-la-hán, gọi là A-la-hán và sukha vipassana đó, có nghĩa là thuần quán hay là gọi mình thực hành sát khô đó. Đó, mình nghe quán trực tiếp luôn, không có qua thông qua các tầng thiền samatha, hiểu không? Đó, cho nên là không có thần thông. Đó, quý vị đây hiểu cái thuật nghĩa rồi nghe ha. Rồi bây giờ chúng ta mới đi vô cái những cái tài liệu chính thống nè, để coi là Bồ Tát Gotama trước khi đắc thành đạo là ngài triển khai những đề mục gì, để biết được là có cái thiền là ngài là dùng thiền samatha hay là thuần quán. Như vậy thì xưa thưa quý vị là ở trong tài liệu Đại Phật Sử ngày bên Gun đó, thì ngày bên Gun nó rất là rõ, thì xưa xin đọc trực tiếp đoạn này ha. Ở đây điều đặc biệt cần lưu ý, ngài nhấn mạnh là cần lưu ý này nha, vào lúc Bồ Tát quán về chánh đạo dẫn đến giác ngộ nhất thiết trí chứng đắc Phật quả, sau khi từ bỏ cái khổ hạnh đó, ngài quán xét đúng đắn rằng tám thiền chứng hợp thế, tám thiền chứng thế này là samatha đó nha, thiền chỉ đó, thiền hay là thiền vắng lặng đó, thiền an chỉ tịnh đó, an chỉ đó, và ngài đã thành đạt sau khi gặp hai vị giáo chủ Alara Uddaka là nền tảng của luân hồi khổ. Ngài cũng quán xét rằng sự định tâm trong đề mục niệm hơi thở, tức là đề mục Anapanasati thưa vị, được tu đạt dưới bóng cây táo hồng, trong khi phụ vương của ngài vua Suddhodana đang chủ trì lễ hà điền. Cái này nhớ lại đó là con đường đúng đắn để giác ngộ nhất thiết chí, để chứng đắc Phật quả, vì pháp thiền chỉ đề mục hơi thở Anapanasati là một phần của pháp niệm thân, là Kayagatasati, và là nền tảng của thiền quán Vipassana dành cho tất cả chư Bồ Tát. Đây là cái này, tài liệu này ngài cũng nói thẳng luôn là ở trong Mula Panna
Nasatika. Thì ở đây thì quý vị hiểu rõ đúng không? Nghĩa là ngài thực hành thiền chỉ, xong rồi chuyển sang Vipassana và ngài chứng đắc. Nhưng rồi có một cái điểm này cực kỳ đặc biệt, quý vị phải phải nắm rõ giùm sư nha. Thì đến nếu mà sư giải thích đây thì có nhiều người hỏi thì á là Đức Phật ngài đắc thiền rồi thành thiền Samatha rồi sao đã chuyển sang Vipassana, nên là và làm thiền thiền chỉ nhưng Samatha. Nhưng mà hiểu vậy không đúng, hiểu vậy vẫn chưa chưa phải là đúng thưa vị. Biết sao? Tại vì gì, đã nói là Đức Phật thì Đức Phật toàn giác, toàn giác cái sự chứng ngộ ngài là nhất thiết chí, ngài có 10 lực bốn vô sở úy bốn pha bốn sáu pháp bất cộng chí. Có nghĩa là bị toàn giác là nghĩa là ngài phải kinh nghiệm qua hết tất cả các trạng thái tâm linh. Giống như và các giống như quý vị biết không, là giống như là Đức hôm qua có một câu hỏi rất là hay đó. Nói là có những cái vị mà giống như nghe câu kệ xong đắc, nhưng mà thực sự là cái thời gian đắc nhanh như vậy, nhưng mình phải hiểu là qua tuần tự là gì, là dự lưu thánh đạo, dự lưu thánh quả, rồi rồi nhị nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả, quý vị hiểu không? Phải kiếm mua hết. Thì một vị Phật toàn giác cũng vậy thưa vị, tuy là mình hiểu là vào thời điểm đó ngài triển khai là thiền xong cái đề mục Samatha xong chuyển sang Vipassana, nhưng mà phải hiểu là vốn dĩ thực chất trong cái tiềm trong cái đó đó là ngài cũng thực sự kinh nghiệm được cái xuất khai Vipassana minh sát khô luôn. Chứ không phải mình nói là ngài không có biết vị minh sát khôn, tại vì Đức Phật ngài đã từng tuyên bố trong rất nhiều bài kinh rồi, ngày nào mà Như Lai từng chưa chưa từng chưa mà từng chứng, nó giống như là rõ ràng về gì, bốn đế, 10 giáo lý duyên khởi duyên hệ, đúng không? Rồi Như Lai chưa làm có 10 lực, đúng không? Bốn vô sở úy, rồi sáu bất cộng chí tương tương rất là nhiều 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 đó. Rồi Như Lai từ kim qua các tầng thiền này nọ, thì Như Lai không dám tuyên bố là mình là Phật toàn giác đó. Chứ bị nghĩ đi, nếu bây giờ nói ở đây nói thì Đức Phật không có kim qua thì mình sát khô luôn, thì lỡ ví dụ giống như sĩ nói ví dụ đi, ví dụ mà ông Su Má ông hỏi là bạch ngài cái mấy vị đó A-la-hán là không thần thông là do sao vậy, cái mình nói cái lúc đó Đức Phật nói đấy đất thì mình sát khô đó là xuất khai Vipassana đó từng quán. Rồi thí dụ tôi nói ví dụ nghe lỡ có người hỏi thêm một câu đó, ủa vậy ngài có kim qua chưa, tôi chưa kim qua sao gọi toàn giác, các vị hiểu không? Đó cho nên là trong cái câu hỏi này nó có cái vấn đề như vậy, mình phải hiểu phần toàn giác là phải kim qua hết, không? Còn cái vấn đề nào mà gọi là chính đó, thì mình phải chính yếu, nhưng mà phải hiểu là thật sự là ngài ngài nó có đi kèm trong đó, nó tiềm tàng những cái sự hiểu biết của Đức một Đức Phật. Mà chính vì như vậy đó, là bởi vì tại sao là trong bốn điều bất khả tư nghị có một cái điều mà gọi là trí tuệ của một Phật toàn giác đó. Trí tuệ của một vị Phật toàn giác là mình không thể đong lường đo đếm hay là suy nghĩ hay là mình tư duy hay là mình cố gắng mình hiểu nó hết được. Nếu mình cố gắng mình hiểu là hay mình suy luận hay mình suy diễn đó, là nó sẽ điên loạn thưa vị. Và cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi đây. Câu trả lời của Đại Đức Tuệ Tường đã rất là đầy đủ rồi, cho nên là sư cũng không có bổ sung gì thêm.